Trong không khí thi đua sôi nổi của các đội viên nhi đồng lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2021, chúng em là những học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vinh dự tham gia cuộc thi. Chúng em thi hát quốc ca tại địa chỉ đỏ với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn lịch sử với bao biến thiên thăng trầm, song mảnh đất này chưa bao giờ mất đi dấu ấn anh hùng. 52 năm trước trận đánh Mỹ diệt Ngụy ngay giữa lòng thành phố Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 1968 là một bằng chứng hùng hồn cho ý chí ngoan cường và lòng dũng cảm của nhân dân Thanh Khê. Để đến hôm nay, chiến công của mẹ Nhu và bảy dũng sĩ Thanh Khê vẫn còn vang mãi. Nhắc đến mẹ Nhu, tên thật là Lê Thị Dãnh, ai cũng nhớ về trận đánh huyền thoại của bảy dũng sĩ Thanh Khê cách đây 52 năm. Vào thời điểm rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 1968, trong khi bà con vẫn chưa thức giấc thì cảnh sát giã chiến đã ập vào ngõ nhà mẹ Nhu. Từ ba hướng, quân địch ồ ạt kéo đến bao vây nhà mẹ Nhu, bắt loa kêu gọi các chiến sĩ biệt động ra đầu hàng. Chúng đánh, bắt anh Hai Long, con trai mẹ Nhu, áp tải lên xe chở đi. Tra tấn mẹ dã man rồi giết mẹ ngay giữa sân nhà khi mẹ không khai ra hầm bí mật cho các chiến sĩ biệt động. Tiếp đó, bọn chúng lùng sục, xông vào hầm bí mật, nơi các chiến sĩ trông thế bị động và cô lập. Tuy nhiên, với ý chí, có chết cũng phải đánh đến cùng, các chiến sĩ biệt động đã quả cảm chiến đấu và phối hợp với các chiến sĩ ở nhà mẹ Hiền, đánh trả địch quyết liệt, mở đường máu cho toàn lực lượng. Sau khi thoát khỏi hầm nhà mẹ Nhu, trong làn mưa đạn của địch, các chiến sĩ biệt động tiếp tục phản công, đẩy lùi 5 đợt tấn công của Mỹ Ngụy, tiêu diệt tại chỗ nhiều tên địch, làm cho chúng hoang mang, dao động. Để đối phó với một đội biệt động có 7 người trên một địa bàn hẹp, quân địch đã phải huy động thêm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ với trang bị xe, pháo và máy bay, có cả cố vấn và lính Mỹ tham gia. Lúc này, ở nhà mẹ Hiền, cảnh sát giã chiến Ngụy đã bao vây, chốt chặn tất cả các đường ra vào, nhưng các chiến sĩ biệt động vẫn đánh trả quyết liệt. Địch tiếp tục viện binh, dùng lực lượng mạnh để áp đảo, liên tiếp mở nhiều đợt tấn công nhưng đã gặp phải sự bắn trả, phản công quyết liệt của quân ta, nên địch không sao tiến vào được. Kho chứa muối của mẹ Hiền đã trở thành nơi quyết chiến của các chiến sĩ biệt động. Địch mỗi lúc một đông, tiếng súng nổ xen lẫn với tiếng gầm thét của máy bay chở sát lính làm cho quân địch càng hoang mang, sợ hãi. Với thủ đoạn thâm độc, địch bắt bà con hoang mang đến đánh nhà mẹ Hiền để phá kho muối, nhưng thực chất làm bia đỡ đạn cho bọn chúng. Mặc dù vậy, các chiến sĩ biệt động đã mưu trí lách mình trong đám đông thoát ra khỏi vòng vây. 4 trong số 7 chiến sĩ biệt động đã về căn cứ an toàn. Ngày nay, khi đến với thành phố biển Đà Nẵng, mọi người sẽ được ngắm nhìn tượng đài mẹ dũng sĩ Thanh Khê sừng sững, uy nghi đứng giữa con đường trung tâm dẫn vào thành phố. Đây chính là biểu tượng sự tôn vinh, hy sinh anh dũng của mẹ Nhu gắn liền với chiến công hiển hách của 7 dũng sĩ Thanh Khê. Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạ đã làm tượng đài bằng 7.000 vỏ bom, đạn đồng thay vì làm bằng bê tông. Bức tượng cao gần 12 mét, thành hình sau 6 tháng để kịp khánh thành năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạ từng tâm sự, đạn là vũ khí giết người, với người nghệ sĩ, chiến tranh là tội ác, nhưng xây dựng tượng đài người mẹ thì phải ở tấm lòng. Tượng đài tôi làm thì không thấy vũ khí, chỉ một cánh tay người mẹ đập vào lồng ngực và một cánh tay chỉ về phía trước. Năm tháng qua đi, tượng đài mẹ dũng sĩ Thanh Khê vẫn đứng hiên ngang ngay cửa ngõ ra vào thành phố và là niềm tự hào của người Đà Nẵng. Ngày hôm nay, tại tượng đài mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê thiêng liêng, chúng em là học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vinh dự hát vang bài hát quốc ca. Trong tiết trời vào xuân, khi lá cờ đảng màu đỏ thắm tươi, chúng con đến đây dâng những nén nhang và hát vang bài quốc ca hào hùng. Bài hát được vang lên như một lời hứa sắt son của tuổi trẻ với đảng, với Bác Hồ. Chúng con nguyện học thật tốt để sánh vai với các cường quốc năm châu như di nguyện của Bác đã từng mong mỏi.
Tôi lên đội. Nhiêm. Chào cơ. Chào. Oh,